Ngày 14 tháng 8, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến giới thiệu nhân sự quy hoạch ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì hội nghị. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là công việc hệ trọng của Đảng, thực hiện kế hoạch 17 của Bộ Chính trị cũng như công văn số 100 của Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng đã ban hành kế hoạch số 41 ngày 10 tháng 8 năm 2023 triển khai thực hiện quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Bộ trưởng đã quán triệt quan điểm, nguyên tắc, mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, quy trình thực hiện quy hoạch nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Trong đó, về tiêu chuẩn cán bộ giới thiệu đưa vào quy hoạch, Bộ trưởng nhấn mạnh cán bộ được giới thiệu vào quy hoạch là những đồng chí cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện chung và cụ thể nêu tại quy định số 214 QDTW ngày 2 tháng 1 năm 2020 của Bộ Chính trị khóa 12 về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.